đề nghị làm rõ xử lý vụ hành hung bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tối 28 tháng 7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM đề nghị phối hợp làm rõ xử lý sự vụ hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Theo công văn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện và Sở Y tế TP.HCM về vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ xảy ra lúc 21 giờ ngày 27 tháng 7 tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đến quyền của người hành nghề, gây tổn hại về thể chất, tinh thần và danh dự của bác sĩ trực tiếp bị hành hung trong lúc đang hành nghề, cũng như là các thầy thuốc, nhân viên y tế khác. Đồng thời, sự việc cũng gây mất an ninh, an toàn và trật tự tại nơi khám chữa bệnh cấp cứu, ảnh hưởng xấu đến tâm lý, thời gian khám chữa bệnh cho người bệnh khác. Vì vậy, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM sớm tiến hành xác minh sự việc, báo cáo cụ thể về Cục, phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra, đề xuất hướng xử lý nghiêm đối với hành vi sai phạm. Sở Y tế TP.HCM động viên kịp thời đối với người hành nghề chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ hành hung. Chiều 28 tháng 7, nguồn tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận tại khoa cấp cứu của bệnh viện này vừa xảy ra vụ việc người đàn ông xông vào bóp cổ và dọa giết bác sĩ. Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 7, một bé gái 10 tuổi bị hóc xương cá được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau khi thăm khám thì bác sĩ BHT đang trực cấp cứu ghi nhận sinh hiệu bình thường. Trẻ hoàn toàn không có khó thở, có triệu chứng nuốt vướng và đau. Bác sĩ trực cho trẻ ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng để nội soi gấp xương cho bé. Trong lúc cháu bé ngoan ngoãn ngồi yên thì đột nhiên một người tự xưng là cha của bé gái đi vào khoa cấp cứu la hét, không đồng ý chờ đợi. Mặc dù bác sĩ trực giải thích nhưng người này không chấp nhận, muốn con được chuyển viện khẩn đến bệnh viện nào có làm nội soi ngay lập tức. Trước tình hình này, bác sĩ trực đã cố gắng giải thích nhưng không trấn an được người này. Bất ngờ người này xông vào hành hung, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay video clip, thậm chí là lên tiếng dọa giết bác sĩ. Sau đó, bảo vệ bệnh viện đã kịp thời có mặt, ngăn chặn hành vi hành hung bác sĩ. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã cho bác sĩ T tạm nghỉ để ổn định lại tinh thần. Hiện vụ việc hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang được xác minh làm rõ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.